Chào bạn, bạn có bao giờ nghe nói về sản phẩm REPACELL? Năm 2009, có 3 nhà khoa học đã nhận được giải Nobel vì họ đã tìm ra nguyên nhân của sự lão hóa. Đó chính là ở phần cuối dãy di truyền thể. Tòa án nghiên cứu thuốc làm đẹp REPACELL đã điều chế được một chất liệu giúp chống lão hóa, đặt tên là TCR+, bao gồm thuốc tẩy đi những chất độc cấp tế bào, nguồn cung ứng quan trọng cho telomerase, nguồn bổ sung cho tế bào gốc không hề có chứa chất bảo quản paraben. Bạn có muốn dùng qua sản phẩm mới của chúng tôi không?